Tập 2. Sau trận đánh tập kích xe tăng ở rừng Le, đơn vị không đứng chân nơi nào lâu, bởi nếu ở cùng tọa độ, thời gian dài sẽ làm mồi cho bọn B-52. Hơn nữa, nhiều mũi càn của Mỹ Ngụy cứ chia chỉa dọc tuyến biên giới, tìm diệt cơ quan đầu não của ta, Trung ương Cục. Các đơn vị chủ lực của ta vừa phải kiên quyết bảo vệ Trung ương, vừa đánh tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, vừa phải bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Do vậy, ta phải chuyển sang chiến thuật phân tán nhỏ lẻ. Đầu tháng 6 năm 1970, tiểu đoàn 2 chúng tôi, mà sau này là nòng cốt thành lập trung đoàn 207, đứng chân trong một khu rừng nguyên sinh rậm rạp cách đường lộ đỏ khoảng 7 km. Ngày 2 tháng 6 năm 1970, tôi được ban chỉ huy phân công phụ trách một bộ phận về tuyến sau lấy gạo và thực phẩm. Mỗi trung đội được cử 6 người và xe bộ 3 người. Đi thùng gạo nên mỗi đồng chí phải bỏ lại quần áo và những vật dụng khác, nhưng súng đạn vẫn đầy đủ để có thể tác chiến dọc đường. Bộ phận xe bộ theo tôi gồm 2 đồng chí là Dũng quản lý và Thành y tá. 5 giờ sáng xuất phát hành quân, đồng chí Thành láu táu giành đi trước và đầu ngay phải cành cây rừng to bằng cườm tay vắt ngang trước mặt. Chắc bị đau nên không kiềm nổi cơn tức giận, Thành giơ tay thẳng cẳng đấm một phát ngay cành cây đầu mới đụng. Để trả thù, bàn tay lại sưng vếu. Tức quá, còn tay chưa bị đau, chờ bắn súng AK rộng mấy phát vào cành cây cho hả dạ. Cả tốp lính đi sau cười rộ mé. Tôi cũng vừa đi tới, biết được tính khí của đồng chí này nên nắm vai Thành lôi đi và dịu giọng: "Em tha cho nó đi, chờ lấy gạo quay về sẽ tính sổ với nó." Cả đại đội ai mà chả biết Thành, người dân tộc quê tận Lai Châu, ở nhà thường uống cao hổ cốt, mật gấu nên nóng tính như lửa. Được cái công việc nặng nhọc thường dành hết về mình và rất tốt với mọi người. Chúng tôi nhập vào đội hình của tiểu đoàn theo đường mòn rồi tới đường xe thồ. Khoảng 10 giờ thì tới nơi nhận gạo. Một kho gạo dã chiến do những đoàn xe đạp thổ tấp nập từ nhiều hướng đem về. Sau khi mỗi người đã ních đầy ba lô, đoàn lấy gạo lại ngược đường cũ trở về đơn vị. 11 giờ, bộ đội được lệnh tạm nghỉ ven rừng để nấu cơm ăn. Vì từ sáng đến giờ chưa có cái gì vào bụng. Mấy chiếc xoong cá nhân do các trung đội chủ động mang theo được nấu trên bếp dã chiến gần ven đường. Trong lúc chờ cơm chín, tôi liền nảy ra sáng kiến. Mỗi trung đội cử một người theo tôi vác súng vào rừng tìm thức ăn. Đi được độ 300 mét, thấy đám cây trước mặt rung rinh, một đàn dọc giống như là khỉ ở rừng miền Đông đang truyền cảnh tới. Tôi lấy khẩu AK của đồng chí chiến sĩ dương lên lấy đường ngắm. Một tiếng đoanh từ trên ngọn cây, con dọc độ 7-8 kg rất đánh phạch. Cả ba đồng chí đi theo mừng quá là toáng lên: "Trúng rồi!" Bầy dọc làm cái ào, chút xíu mất dạng. Bất ngờ ba cô gái đều mặc quần áo bà ba, cổ quấn khăn rằn, đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng AK xuất hiện và nhăn mặt: "Các anh săn bắn kiểu gì đấy?" Thấy cùng cách và kiểu ăn mặc, chúng tôi tạm an tâm, hỏi ra mới biết các cô thuộc tiểu đoàn vận tải 72, cục hậu cần, đóng quân gần đó, cũng đi cải thiện đời sống. Một cô trông chững chạc khiến chúng tôi phải gọi bằng chị, nói như ra lệnh: "Các anh theo tôi." Giọng giặt Sài Gòn Gia Định nghe mới truyền cảm và thuyết phục làm sao. Vậy là 7 người chúng tôi ríu ríu đi theo. Một chiến sĩ của tôi vẫn cố tha theo con dọc mới hạ được, dò dẫm im lìm y hệt như khi tiến nhập trận địa. Một mùi thơm dầu con sóc từ thân hình các cô các chị cứ phảng phất làm chúng tôi nhiều lúc cũng thấy ngất ngây. Từ khi vào chiến trường, lần đầu tiên mới cảm nhận được hương vị của những người thiếu nữ tuổi xuân xanh phơi phới, nên cả đám chúng tôi, từ chỉ huy đến chiến sĩ còn rất trẻ, đều bối rối, ngượng ngùng, xao xuyến. Một ý nghĩ vội thoáng qua, mong chiến tranh mau kết thúc. Bỗng cô gái khoát tay cho chúng tôi ngồi thụp cả xuống. Phía trước mấy ngọn cây động đậy, đung đưa và một bầy dọc đang truyền cành tiến dần về hướng chúng tôi. Khẩu súng AK của cô chị lấy thân cây làm bệ tỉ dương lên. Để chắc ăn,
chị quay đầu dặn chúng tôi: "Các anh không được hô hoán gì đấy, và cứ ngồi im nghe." Một tiếng đoanh còn dọc từ trên cành cây rất đánh phạch. Chúng tôi khoái quá định la lên, nhưng chợt nhớ đến lời chị dặn nên chẳng nào chẳng nấy ngồi im re. Một lát sau cũng một tiếng đoanh, lại một tiếng rất đánh phạch ngay chỗ đó. Và không đầy 30 phút hơn, chục chú dọc đã nằm xếp lớp ngay gần gốc cây. Nhắm đã đủ thịt cho cả tốp người. Cô gái hạ súng xuống, khóa chốt an toàn rồi bảo chúng tôi đến lấy xác dọc. Nghe tiếng người, bầy dọc lại ao ao và một chút xíu lại mất dạng. 14 con dọc cả thầy, chị bảo: "Các anh lấy 8 con đi, để lại tụi em 6 con thôi." Chúng tôi ái ngại từ chối: "Các cô đem về đi, chúng tôi săn đám khác được mà." Chị xuống nước năn nỉ: "Không được đâu, lũ này khôn lắm. Nó bị 2 lần là đám khác tạt hết. Các anh tính ngủ lại đêm sao?" Ba cô gái đi cùng cũng van vỉ chêm theo: "Làm ơn, các anh lấy đi cho tụi em vui." Tôi đọc được trong ánh mắt các cô ánh nhìn dịu dàng, thương cảm của những người chị, người em, người đồng đội. Một ý nghĩ lại vụt lên trong tôi: giá như không có chiến tranh, các chị các em giờ này cũng đang là những sinh viên của các trường đại học Sài Gòn. Một thành phố nguy nga tráng lệ, chứ đâu phải lặn lội, khổ cực chẳng kém gì cánh nam giới tụi này. Thương các chị các em, tự nhiên nước mắt tôi cứ muốn chảy. Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ nhận đúng một nửa, 7 con, vì chúng tôi đã có riêng một con rồi mà. Một người kẻ nệ 2 con, chúng tôi vội vã trở về chỗ nấu cơm. Cơm đã gần chín, tôi quyết định vặt lông và nướng một con đãi đoàn lấy gạo. Còn lại mỗi trung đội 2 con, xe bộ 1 con rồi tất tả dẫn đoàn quân trở về đơn vị. Tối hôm đó cả đại đội được một bữa thịt rừng phả phê. Anh Đình khen tôi là giỏi. Tôi thuật lại chuyện gặp các cô gái, anh mới giải thích: các cô ấy có kinh nghiệm đấy, săn dọc là phải thật êm. Nghe tiếng súng nó chẳng hiểu gì, con trước bị rơi, êm một lúc con khác lại nhảy đến dòm súng, súng nổ lại rơi, và cứ như thế, nếu kiên nhẫn có thể hạ cả đàn dọc hàng trăm con. Còn để nó biết con người là cả đàn bỏ chạy. À, ra là như thế. Thực hiện chỉ lệnh của trên, tiểu đoàn quyết định mỗi ngày một đại đội cử một trung đội ra tận lộ đỏ phục kích đánh xe tăng địch. Đại đội 5, 7 hướng rừng cao su, đại đội 6 hướng rừng già. Ban chỉ huy chúng tôi họp phân công mỗi ngày một trung đội, có cán bộ đại đội đi kèm, cũng tùy hên xui. 2 ngày đầu đi rồi lại về không, vì địch cũng rất thất thường, có ngày chúng hành quân, có ngày thì im bặt. Ngày 6 tháng 6 năm 1970, đến lượt trung đội 3 và tôi được phân công cùng đi. Lúc này cũng mới được bổ sung quân số và vũ khí, nên gom hết hỏa lực toàn trung đội, 9 khẩu, 6 khẩu B-40, 3 khẩu B-41, 18 tay súng của trung đội, cộng thêm tôi và một liên lạc. Cả thầy 20 người lặng lẽ rời đơn vị cắt rừng ra hướng lộ. 7 giờ sáng, chúng tôi ra tới ven lộ, phải mò mẫm để chọn địa hình thuận lợi nhất, bất ngờ nhất. Tôi và đồng chí Phỏng quyết định chọn một khoảng rừng tương đối thừa cây, có tầm nhìn độ 70 mét thẳng ra ngoài lộ. Điều này có lợi cho ta khi khai hỏa không bị vướng cây rừng. Cho chắc ăn, tôi và đồng chí Phỏng, trung đội trưởng trung đội 3, đếm từng chỗ bố trí hỏa lực, lấy đường ngắm thử ra tận mặt đường. Mỗi khẩu súng đem theo 2 quả đạn, một lắp trong súng và một quả dự phòng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bộ đội, tôi quyết định mỗi khẩu chỉ bắn một quả rồi rút ngay. Ý tưởng của tôi, nếu 9 quả đạn xuyên thép đạt hiệu suất 50% thì đã thịt được 4 đến 5 xe rồi. 9 giờ, mũi cản hành quân của địch đã cách chúng tôi chừng 2 km. Trên trời là máy bay trực thăng và lũ phản lực quần đảo. Dưới đất là trung đoàn thiết giáp 111 của Mỹ. Gần 100 xe tăng ầm ĩ tiến trên mặt đường về hướng trận địa chúng tôi. Tiếng động cơ xe tăng và tiếng xích sắt càng lúc càng rõ. Khoảng 9 giờ 30, đoàn xe tăng địch đã lọt vào trận địa phục kích và lần lượt lướt qua trước mặt từ trái qua phải. Chúng tôi nhìn rõ những chiếc M48
có tháp pháo nghèo nghẽn và khẩu trọng liên 12 ly 7. Xung quanh tháp pháo là cả chục lính Mỹ và ngụy Sài Gòn chễm chệ súng lăm lăm trên tay. Đoàn xe cứ lần lượt lướt qua, tiếng xích sắt nghiến kèn két nghe đến rợn óc. Chiếc xe đi đầu đã đến đúng tầm bắn của khẩu B-41 do đồng chí Phỏng, tranh của lính, trực tiếp làm xạ thủ chặn đầu. Một tiếng phát ra từ khẩu B-41 và oang ngay ngang thân chiếc M-48, và lần lượt 8 khẩu hỏa lực từ 8 vị trí đều phóng đạn bay ra mặt đường. Lập tức lũ bộ binh nhảy khỏi xe nằm rạp xuống. Những khẩu pháo tự hành trọng liên 12 ly 7 quay nòng sang hướng chúng tôi nhả đạn. Đạn nhọn 12 ly 7 AR-15 cứ phầm phập cắm vào những thân cây quanh chúng tôi. Đạn M-79 nổ chát chúa. Bộ đội ta nhanh chóng rút quân. Nhờ có ý thức từ trước nên độ 7 phút sau chúng tôi đã rời trận địa cách vài trăm mét. Bom địch từ những chiếc phản lực, rocket từ lũ máy bay lên thẳng, pháo tự hành từ những chiếc xe tăng bắn tan nát cả khu rừng mà cách đó chỉ ít phút, còn lặng lẽ, im lìm. Một sự hủy diệt thật ghê gớm. Chúng tôi về tới hậu cứ an toàn, chỉ có 2 đồng chí bị thương nhẹ do vấp phải cây rừng. Rồi cứ liên tiếp đến chiều, mũi càn của địch thêm 2 lần phải ném bom, bắn pháo vì vấp phải trận địa phục kích của đại đội 5, đại đội 7. Chiều tối hôm đó, tiểu đoàn thông báo đoàn xe tăng địch bị bắn cháy gần chục chiếc trên các trận địa của tiểu đoàn 2 đã thưởng cho chúng. Vậy là ngày hôm đó, tiểu đoàn chỉ mất chưa đầy 50 quả đạn mà đã diệt được 7 xe tăng địch. Mấy chục tên Mỹ ngụy đổi lại địch tiêu hao không biết bao nhiêu là đạn nhọn, M-79, đạn pháo tự hành của xe tăng, rocket và bom. Ta hy sinh 5 đồng chí ở đại đội 5, đại đội 7. Thất bại trong trận đánh càng làm cho bộ chỉ huy chiến dịch cuộc càn móc câu, hay còn gọi là trận càn Đông Dương của bọn Mỹ ngụy, tức tối như bò đá. Gợi nhớ lại hai câu thơ được nhân dân miền Nam trìu mến tặng cho bộ đội quân giải phóng. Đạn của Mỹ vãi ra như cát, đạn Bắc Hồ mỗi phát mỗi khiêng. Những trận đánh nhỏ lẻ, xuất quỷ nhập thần của ta vừa tiêu hao sinh lực địch, vừa làm thất vọng ý đồ, đánh nhanh, thắng nhanh của chúng. Bộ chỉ huy chiến dịch của địch tức tối, huy động tối đa cường độ B-52. Chúng ném bom bất cứ khu vực nào mà chúng nghi là có bộ đội ta thường trú, sâu vào tận hậu cứ phía sau của mặt trận giải phóng. Đêm mùng 9 tháng 6 năm 1970, đại đội tôi được lệnh điều 40 chiến sĩ cơ động giúp đơn vị bạn giải quyết hậu quả. Sau khi tính toán, ban chỉ huy quyết định điều gần hết số chiến sĩ của xe bộ lên đường, quân số còn lại chia đều cho các trung đội. Anh Nhưng và tôi được phân công chỉ huy, cũng chỉ mang theo ít súng đạn gọn nhẹ, còn lại là cuốc xẻng. Được một trinh sát tiểu đoàn dẫn theo đường mòn, đi được một đoạn khá xa thì ra đường xe thổ. Lúc này ở miền Đông, ta có mấy đơn vị vận tải, hầu hết là nữ, sử dụng loại xe đạp tự chế và xe Phượng Hoàng, vừa làm phương tiện vận tải hàng, vừa làm cáng để tải thương. Cáng thương binh thì phải 2 xe, một trước một sau, có cọc nâng độ cao ngay chỗ yên xe để võng đừng chạm đất. Xuất phát từ lúc 8 giờ tối, vừa đi vừa chạy đến 10 giờ tối, chúng tôi đã đến được vị trí. Trước mặt chúng tôi là một bệnh viện dã chiến của ta bị B-52 địch quần nát. Các lán trại vẫn còn nghi ngút khói, cây cối đổ ngổn ngang, bùng băng vương vãi, trắng xóa trên những cành cây, cảnh tượng thật là đau lòng. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là đào bới những hầm lán bị bom B-52, hy vọng tìm kiếm những thương binh còn sống sót. Được cán bộ bệnh viện hướng dẫn, chúng tôi tìm được 4 chiếc hầm bị sập hoàn toàn và nhanh chóng phân công 10 đồng chí tìm kiếm một hầm. Bộ đội ta bỏ súng đạn qua một bên, nhiều đồng chí cởi cả áo quần dài, chỉ còn mặc một chiếc quần đùi. Những leng đất được hối hả hất lên và chiếc hố cứ mỗi lúc sâu dần. 4 hầm cùng ở gần nhau và thẳng tắp. Một vệt bom tọa độ gần 300 mét vẹt thẳng một góc bệnh viện. Cũng may chỉ có 4 hầm bị sập, còn nếu như bom nó có mắt thì thiệt hại sẽ là không lường. Tôi và anh Nhưng
mỗi người hai hầm chạy qua chạy lại. Anh Nhưng thì cứ la toáng, nhanh lên các đồng chí, cẩn thận lỡ đâm xẻng vào đầu anh em. Càng đào xuống sâu, bộ đội ta càng phải thận trọng vì đã bắt đầu gặp thân thể đồng đội. Từng thi thể của các thương binh cứ được liên tiếp đem lên trên mặt đất. Đến 4 giờ sáng thì 16 người đã được tìm đủ và chẳng còn một ai sống sót. Đồng chí y vụ của bệnh viện đến từng người để xác định danh tính liệt sĩ, làm thủ tục ghi nhớ. Bộ đội được tạm nghỉ, tôi lướt qua từng hầm. Cứ 4 liệt sĩ được xếp thành một hàng ngay ngắn. Nhiều đồng chí đầu cổ vẫn còn quấn băng, nhiều đồng chí bị cụt tay, chân của các trận đánh trước đang nằm điều trị. Tưởng về được đến đây là đã an toàn. Cuộc chiến khốc liệt không thể định trước được điều gì. Nhìn 16 thi thể đồng đội nằm xếp hàng ngang, mặt mũi nhem nhuốc do bùn đất, tim tôi lại quặn đau. Căm giận lũ B-52, căm giận bè lũ cướp nước và bán nước. Tôi ước sao cho đường Trường Sơn mau mở rộng để những đoàn SAM, biệt danh tên lửa đất đối không của ta xuất hiện trên chiến trường, quật rụng những thằng B-52 cho chúng hết đời làm mưa làm gió. Công việc giúp đơn vị bạn coi như đã xong. Đồng chí bệnh viện phó đến bắt tay tôi và đồng chí Nhưng. Cảm ơn, nếu không được các đồng chí giúp thì bệnh viện chúng tôi chẳng biết phải làm sao. Số y sĩ, bác sĩ, y tá qua trận bom cũng nhiều đồng chí bị thương nên giờ phải chuyển tiếp sang bệnh viện khác. Nhìn gương mặt khắc khổ của người bác sĩ, thấy thương sao những người lính quân y ngày đêm lặng lẽ âm thầm hy sinh vì tiền tuyến. 5 giờ sáng chúng tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện mà lòng nặng trĩu. Trở về bằng đường cũ nên chẳng cần ai dẫn đường. Qua một đêm thấm mệt và mất ngủ nên hàng ngũ cứ lung ta lung tung. Chúng tôi được thoải mái khoảng 2 km trên con đường xe thồ rộng rãi, sau đó rẽ vào đường mòn trở về đơn vị. Đến ngã ba, anh Nhưng cho dừng lại kiểm quân số. Đếm đi đếm lại các trung đội thì đủ quân, riêng xe bộ thiếu mất một. Tôi nói với anh Nhưng, anh cùng bộ đội dừng nghỉ chờ. Tôi quay lại, đoạn đường từ bệnh viện đến đây vẫn có những cắng thương. Thương binh nhẹ thì tự lực đi bộ. Quay lại được độ 500 m thì gặp một cáng có 2 đồng chí nữ đang đứng mếu máo. Tôi quan tâm hỏi hai cô liền kể. Có anh thương binh nặng không đi nổi, chúng em gặp dọc đường, đến chỗ này anh biểu dừng lại cho anh xuống. Chở mãi không thích quay ra, chúng em sục sạo tìm kỹ cũng không gặp. Không biết anh có bị thú dữ bắt không? Tôi nghi ngờ và thầm nghĩ. Hai người cố tình đi kiếm, một người cố tình trốn. Xung quanh toàn là rừng rậm thì cũng mà thánh cũng không kiếm nổi. Tôi an ủi hai đồng chí cắng thương, quay xe về bệnh viện để đồng chí thương binh tôi sẽ kiếm dùm. Hai đồng chí tải thương đi đã thấy xa xa, tôi mới bụm tay làm loa kêu tướng lên. Đồng chí ơi, xin lỗi cho tôi giấu tên đồng chí Văn Thư, con cưng của đơn vị này. Cũng phải 3-4 lần cậu ta mới lồm cồm từ trong rừng chui ra, mặt mũi tái mét. Hiểu được tâm trạng lo sợ của cậu ấy, tôi liền lấy giọng thân thiện vỗ về. Đừng ngại, thế nào, cậu kể đi, tớ hứa chỉ mình tớ biết thôi. Thế là cậu ta tin tưởng thuật lại. Em quá đuối nên không theo kịp đơn vị. Thấy mấy cáng thương quay lại bệnh viện, em bèn sáng kiến tháo ngay cuộn băng cá nhân đem theo, rồi kéo quần tới tận đầu gối, băng kín chân và vờ khập khiễng lết ven đường. Một cáng thương dừng lại và em được leo lên, đi được một quãng khoảng độ hơn 100 m. Thấy mấy cô tải thương liếu yếu đảo tơ, vất vả nặng nhọc, khiêng cáng cho mình nằm êm ru. Em thấy mình quá tầm bậy nên vội đòi xuống để đi và trốn luôn. Tôi ráng nhịn cười nói, vậy là chú mày giác ngộ sớm đấy, tớ không mét anh Đỉnh đâu. Đồng chí Văn Thư năn nỉ, anh đừng nói với ai, từ nay trở đi em xin chừa. Như đã hứa với cậu ta, đuổi kịp bộ phận anh Nhưng, tôi chỉ vờ khỏa lấp. Đồng chí tụt lại phía sau để đi ị. Vậy là đoàn quân do anh Nhưng dẫn đầu rẽ đường mòn trở về đơn vị. Trên đường đi tôi cứ suy nghĩ mênh mang, vừa quạo vừa buồn cười cho cái đồng chí Văn Thư lếu láo và thông minh tới cỡ đó là cùng. Rồi cảm thấy thương thương hai người đồng đội, hai cô gái chân yếu tay mềm. Đáng lẽ họ đâu phải làm những công việc nặng nhọc như vậy. Đúng là dòng dõi của những bà Trưng, bà Triệu.
Nghĩ tới đây, nước mắt tôi cứ muốn tuôn trào. Thời gian tiếp theo, các mũi càn cổ địch ở dưới mặt đất cứ bị chặn đánh mà chẳng thấy Việt Cộng xuất hiện. Chúng liền đổi chiến thuật, càn rừng thọc vào hậu cứ của ta. Nhiều tốp xe tăng cùng bộ binh như những răng lược xỉa vào nơi trú quân của chúng tôi. Quân địch dạo này khôn hơn, cho bộ binh dò dẫm đi trước một vài trăm mét, theo sau là lũ xe tăng. Ban chỉ huy tiểu đoàn 2, mà sau này là tiểu đoàn nòng cốt thành lập trung đoàn 207, họp khẩn cấp để bàn phương án tác chiến mới. Nếu để chúng tiếp tục tiến sâu thì chẳng những nơi đóng quân của đơn vị mà các bộ phận phía sau của trung ương cục sẽ bị đe dọa. Các mũi trinh sát được tung đi và liên tục báo tin tức về ban chỉ huy tiểu đoàn. Ba mũi càn của địch từ lộ đỏ, chúng đang tiến dần về hướng trú quân của tiểu đoàn trên diện rộng khoảng 3 km. Mỗi mũi ước chừng gần 30 xe tăng kết hợp với bộ binh. Chúng dựa vào các đường mòn vận chuyển của ta làm đường chính cho xe tăng hành tiến. Cặp hai bên là lũ bộ binh, chúng tiến rất thận trọng, ban đêm co cụm lại tại chỗ và thường được mấy trận địa pháo dã chiến do trực thăng mới cẩu xuống nằm sau lưng luôn bắn phá dọn đường. Đại đội 6 có nhiệm vụ chặn mũi cánh trái, C5, C7 chặn hai mũi còn lại. Địch đã vào sâu khỏi lộ đỏ hơn 1 km. Đêm ngày 13 tháng 6 năm 1970, tôi được phân công đi cùng với trung đội 1 để chặn đánh địch. Bộ đội xuất kích có các trinh sát bám địch dẫn đường. 12 giờ khuya đã áp sát trận địa địch tại đường mòn mũi cản thứ nhất. Chúng tôi bí mật chôn những quả mìn chống tăng trên đường mòn mà đoán chắc xe tăng địch sẽ đi qua. Hai bên đường sâu vào độ 100m là trận địa phòng ngự. Ngay đêm đó, bộ đội được đào công sự cá nhân và trước mặt là những quả mìn DH-10, mìn Claymore quay hướng nổ về phía địch. Tôi và đồng chí Hùng, trung đội trưởng, nằm ngay giữa tiểu đội 2, bên trái là tiểu đội 1, bên phải là tiểu đội 3. 8 giờ sáng, xe tăng địch đã rổ máy, vì chỉ cách độ 400m nên tiếng xe nghe rất rõ. Biết cánh bộ binh đã đến gần nên đồng chí Hùng lệnh cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu. Y như phán đoán, phía lính bộ binh càn đường hai bên trước lũ xe tăng khá xa. Khoảng 10 giờ, trước mặt trận địa phòng ngự của chúng tôi đã lố nhố những tốp lính bộ binh địch. Khi bọn lính đi đầu đến gần quả DH-10 thì đồng chí Hùng cho chập điện điểm hỏa. Một tiếng nổ long trời phạt sạch những bụi cây con trước mặt. Cả tốp lính địch không còn tên nào nhúc nhích. Địch ở phía sau nổ súng bắn loạn xạ. Các loạt đạn của địch cứ thoải mái găm vào những thân cây rừng, những ụ công sự. Đạn M79 nổ chát chúa phủ lên trên trận địa. Thỉnh thoảng ở các công sự, dưới các gốc cây hỏa lực bộ đội ta mới khạc lửa và nghe bên kia tiếng địch rên la. Xe tăng địch ở phía sau cũng bắn pháo chi viện, nhưng chúng tôi chẳng sợ vì vướng phải cây rừng. Trận đánh cứ giằng co, quân địch chẳng tiến thêm được một bước nào. Đại đội 5, đại đội 7 cũng đã nổ súng lâu rồi. Thấy lũ bộ binh nằm tại chỗ chịu trận nên đám xe tăng ở sau lưng hùng hổ ra oai. Chúng gầm rú, lồng lộn, vừa tiến vừa trúc họng khẩu trọng liên 12 ly 7 bắn như vãi đạn. Nhưng chỉ lát sau, cách trận địa chúng tôi khoảng hơn 100m, chiếc xe tăng đi đầu trúng mìn, đứt xích nằm ẹp. Vậy là những chiếc sau lưng thun đầu sững lại. Trận địa bên địch đủ các cỡ súng điên cuồng, vãi đạn, nhưng cứ tiến thêm được vài bước lại nhiều tên nhào xuống rên la. 12 giờ trưa, tiếng súng thưa và im dần, lũ xe tăng cũng nổ máy nghe mỗi lúc một xa. Biết địch đã lui, đồng chí Hùng cho bộ đội thoát khỏi công sự lên kiểm tra trận địa. Trước mặt quả DH-10 khai hỏa 6 tên giặc nằm chết tròng queo. Ta thu 6 súng, xa xa nhiều vết máu linh láng quanh các cây rừng. Địch đã lôi xác đồng bọn rút đi. Bộ đội ta nhanh chóng rút quân và chỉ 10 phút sau, lũ phản lực lao đến ầm ầm, dội bom, lũ trực thăng xa xuống phóng dốc két. Trận địa ban nãy của chúng tôi tanh bành, cây cối đổ ngổn ngang, rồi tiếp đó đại đội 5, đại đội 7 cũng hứng chịu nhiều trận bom và dốc két địch. Tối hôm đó, tiểu đoàn thông báo nguồn tin trinh sát kỹ thuật. Trận đánh hợp đồng phân tán của tiểu đoàn ta diệt 5 xe tăng
và gần 50 tên địch. Ta thương vong hơn 20 đồng chí, mà thiệt hại nặng nhất là đại đội 5, bởi chậm chân nên đa số anh em hy sinh đều bị bom và rocket địch. Đại đội 6 chúng tôi có 4 đồng chí hy sinh. Ngay buổi tối cả đại đội làm lễ truy điệu, hơn 100 con người, nước mắt ai cũng rưng rưng. Đêm hôm đó, trung đội 2 lại được lệnh xuất kích. Anh Đình dẫn quân đi, đại đội 5 và đại đội 7 chắc cũng làm như thế để kiên quyết chặn đứng các mũi càn của địch và hậu cứ của ta. Tôi và anh Lộc, anh Ưng, anh Nhưng, anh Thiệp ở nhà mà cứ ngay ngáy lo xa, cầu mong cho anh Đình và trung đội 2 tối mai trở về sẽ an toàn, đừng có cảnh cả trăm người cùng rơi nước mắt như mới hồi. 5 giờ sáng ngày 14 tháng 6 năm 1970, ban chỉ huy của đơn vị còn lại đã thức hết. Chúng tôi phân công nhau tranh thủ xuống các hầm lán trại. Bộ đội vẫn còn ngủ, trừ bộ phận nuôi quân đang vùi đầu vào bếp. Thấu hiểu được nỗi mệt nhọc và mất ngủ suốt mấy ngày qua của anh em, trở về xe bộ, chúng tôi nuốt vội vài bát cơm mà anh nuôi đã thức nấu từ 4 giờ sáng. Rồi cả 5 anh em trong ban chỉ huy quây quần tại lán hầm anh Lộc, uống nước trà. Lúc này hậu cần lâu lâu phân phối cho gói trà to bằng bắp chân. Chỉ việc nấu nước sôi, đổ vào bình tông và bỏ trà vào cái ca inox Mỹ, đồ chiến lợi phẩm. Chụp ngược bình tông nước sôi lên chiếc ca là đã có được ấm trà tuyệt hảo. Sau khi rót được một loạt ra bát, lúc này cũng chẳng có ly cốc gì. Nếu thấy cạn chỉ nhắc nhẹ bình tông lên là nước lại ùng ục tuôn xuống ca. Tiếp tục hòa tan trà cho những lần rót tiếp theo. Nhấp ngụm trà nóng, hưởng phút giây thanh bình hiếm hoi giữa chiến trường, tôi không thể ngờ rằng đây là lần cuối cùng tôi được ngồi cùng anh Lộc trong căn hầm này. Khoảng 7 giờ sáng, bỗng nghe tiếng ùng từ hướng một con suối cách vị trí đóng quân độ 200 mét. Thời kỳ này đã bước sang đầu mùa mưa nên các dòng suối đã nhiều nước, bộ đội ta thường ra đây tắm giặt. Chúng tôi nhìn nhau lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lại mấy chú nhóc nhà mình đi ném cá đây. Anh Lộc buột miệng. Tôi quơ đại khẩu súng ngắn choàng vào lưng. Các anh ở nhà, tôi ra đó xem sao. Tôi nhắm hướng tiếng bộc phá mới nổ, chạy thật lực. Tới nơi thì một cảnh tượng bi hài hiếm có khiến tôi sửng sốt. Trên bờ suối, đồng chí Toàn, trung đội 1, không một mảnh vải che thân, đang đứng chống nạnh, miệng không ngừng văng ra những câu tục tĩu. Trong bụi cây gần đó, đồng chí Tuyết, trung đội 3 cũng như nhộng, ngồi co rúm như một con mèo bị đánh. Thấy tôi xuất hiện, đồng chí Tuyết như vớ được vị cứu tinh, ngay lập tức trong bụi phóng ra, tỏ vẻ anh hùng, nhào đến đồng chí Toàn gây gổ, chân tay vùng loạn xạ. Hai chú nhóc chẳng để ý gì đến trang thiết bị đang phơi giữa thành thiên bạch nhật, cứ lòng tha lòng thòng. Tôi vừa buồn cười vừa quạo, vội thét toáng lên ra dáng người chỉ huy. Hai đồng chí có thôi ngay đi không? Mặc quần áo vào. Cảm nhận được âm thanh rất uy lực, Toản và Tuyết lầm lì đi tìm quần áo mặc. Tôi khoát tay hai đồng chí đến gần, kéo ngồi xuống cạnh. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Đồng chí Tuyết xia xỉa. Nó chọi bộc phá suýt nữa em chết. Đồng chí Toản giống lên. Em và nó đang tắm, gặp mấy con cá to quẫy gần. Em lên bờ, lấy quả bộc phá đem theo, bảo nó lên để em chọi cá. Nó đã không lên, còn hụp xuống, chỏng đít lên mặt nước, bảo em ăn cái ấy của nó. Tức quá, em cho nó luôn một quả. Nhưng em thừa biết quả này chỉ có 200 gram, lại xa 4-5 mét, làm sao nó chết được. Vừa tức vừa buồn cười, vừa mừng vì hai thằng không làm sao, tôi ân cần khuyên giải rồi dẫn cả hai đồng chí trở về đơn vị. Đồng chí Toàn, xạ thủ B41 trung đội 1, đồng chí Tuyết, xạ thủ B41 trung đội 3, cả hai đều là người dân tộc, bổ sung đợt với đồng chí Thành và tính khí giống hệt nhau. Bình thường đồng chí Tuyết ở trung đội 3 ỷ mình có sức khỏe, chẳng biết sợ ai. Hôm nay gặp người cao tay ấn nên chịu cụp vòi. Các cụ xưa từng có câu lấy độc trị độc mà. Các anh trong ban chỉ huy thống nhất chỉ mời hai đồng chí trung đội trưởng lên nhắc nhở để có điều kiện giúp đỡ. Kèm cặp Toản và Tuyết là hai hạt nhân thực sự của hai trung đội đấy. 11 giờ, chuông điện thoại hữu tuyến của hầm ban chỉ huy reo vang. Anh Lộc vội đến nhấc máy. Tiểu đoàn thông báo, trận địa anh Đình đang bị bao vây, các mũi khác cũng đang nổ súng.
Anh Lộc lệnh cho các trung đội gom hết quân số còn lại và dẫn đầu đoàn quân, theo sau là anh Thiệp. Anh dặn ba người chúng tôi ở lại, anh Ưng, anh Nhưng cứ quyết đi theo. Vậy là đoàn quân súng đạn đầy đủ, hộc tốc ra hướng trận địa, súng đang nổ đi đùng. Tôi ở nhà với bộ phận phía sau mà ruột gan cứ rối bời, bước ra bước vô, chui lên chui xuống. Tiếng súng xa xa nơi trận địa cứ rền vang, lúc trầm, lúc bổng, lúc liên tục, lúc lại thưa thớt. Còn tim tôi cứ thổn thức, nhịp nhàng cũng lên cũng xuống như tiếng súng ngoài trận địa. Những người anh, người em, người đồng đội không biết lúc này ra làm sao. Phải đến tận 6 giờ tối mới có một vài cáng thương và liệt sĩ về tới đơn vị. Tôi vội ra đón và tiếng đồng hồ sau đã có hơn chục cáng. Người đầu tiên trong ban chỉ huy tôi gặp được là anh Ưng. Tôi vội hỏi dồn, các anh có làm sao không? Mặt tôi bỗng nhạt nhòa, đầu tôi choáng váng. Anh Lộc hy sinh rồi, anh Đình bị thương nặng. Thêm 15 phút nữa, cáng hai anh về tới. Tôi vội vàng sắp xếp cho cáng anh Đình và 4 thương binh chuyển ngay lên trạm cấp cứu trung đoàn. Mấy đồng chí bị thương nhẹ được y tá băng bó, uống thuốc và ở lại đơn vị. 11 liệt sĩ chúng tôi sắp xếp và mang ra vị trí tối qua, đào đất, hạ huyệt. Đồng chí Văn Thư còn cẩn thận lấy từng lọ thuốc penicillin, viết trích ngang từng người, bỏ theo từng mộ, để sau này có dịp khai quật khỏi bị nhầm lẫn. Cả đại đội làm lễ truy điệu cho 11 đồng chí hy sinh, trong đó có anh Lộc, người mà tôi đã coi như người anh ruột. Lúc hạ anh xuống huyệt để đồng đội thảy những leng đất lấp dần anh, tim tôi quặn đau như muốn xé toang lồng ngực. Nước mắt tôi thấm đẫm nơi anh vừa nằm, vừa thương anh, vừa cảm thấy mình giống như bị côi cút, bơ vơ. Cả đoàn quân cứ vây quanh mộ anh và những đồng đội vừa hy sinh, khóc thương như không có gì đau đớn hơn thế. Nước mắt của chúng tôi rơi như mưa xuống từng nấm đất nhỏ, vừa chôn cất đồng đội. Lòng chúng tôi nghẹn ngào thầm hứa trả thù cho đồng đội. Hình ảnh giống như trong bài thơ viếng bạn của nhà thơ Hoàng Lộc. Hôm qua còn theo anh đi ra đường quốc lộ, hôm nay đã chặt cành đắp cho người dưới mộ. Đứa nào bắn anh đó, súng nào nhằm trúng anh, khôn thiêng xin chỉ mặt, gọi tên nó ra anh. Mai mốt bên cửa rừng, anh có nghe súng nổ là chúng tôi đang cố tiêu diệt kẻ thù chung. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.